Hello, xin kính chào tất cả các bác nha. Một trong những cái dòng mic mà khẳng định với anh em là sóng sẽ không bao giờ bị vấn đề anh em nhé, không bao giờ bị vấn đề. Và đàn anh của nó là BS850 thì anh em quá rõ rồi đúng không ạ? Một dòng mic sự kiện và giá chỉ có hơn 5 triệu thôi, 5 triệu 2. Thì ngày hôm nay thì có một dòng thấp hơn một chút nhưng mà cái chất âm và cái sóng nó được giữ nguyên anh em nhé. Tức là BS810 anh em nhé, BS810 giá sẽ rẻ hơn, giá con này là 3.800.000 đồng anh em nhé, 3.800.000 và vẫn sử dụng bốn rô sóng anh em nhé, và bốn rô sóng này là của nó là bốn rô sóng thật đấy anh em nhé, nên nó rất là mạnh, sóng của nó cực kỳ mạnh luôn. Cái bộ mic này thì nó là bản mới và phục vụ cho karaoke gia đình và dòng cao cấp thì nó sẽ có tự ngắt anh em nhé. Cái tay mic này nó sẽ tích hợp thêm là tự ngắt. Đó, tự ngắt thì khi anh em mình hát thì khi hát thì nó sẽ mở như bình thường. Nhưng mà khi anh em không hát nữa thì anh em để cái mic này xuống dưới bàn hoặc là để dưới đâu đó thì nó sẽ ngắt cho mình để giảm cái tình trạng là nó bị hú rít, anh em cứ để dưới này. Đó, nó dễ ví dụ là âm thanh mạnh quá nó sẽ bị hú rít. Đó. Và tiết kiệm được pin anh em nhé. Thêm nữa là con này tuy là có chức năng tự ngắt nhưng nó cũng sẽ có cái chức năng là tắt cái tính năng tự ngắt đi trong cái trường hợp là anh em làm sự kiện đấy. Con này có thể làm được sự kiện anh em nhé, sóng đầu 7 và 4 dầu sóng, thì khi anh em mình làm sự kiện, anh em mình muốn tắt chức năng tự ngắt đi thì cũng rất là dễ dàng anh em nhé. Con này thì anh em chỉ cần gác lên cái giá thì bình thường nó sẽ tự ngắt đúng không ạ, nhưng anh em tắt cái chức năng tự ngắt đi thì nó sẽ không còn tự ngắt nữa và anh em vẫn nói bình thường, nó sẽ không tự ngắt nữa đấy. Nó có cái rất hay là thế, anh em muốn bật tự ngắt được, muốn tắt tự ngắt được anh em nhé. Và với dòng này thì cái chất âm của nó cực kỳ đều giá, cái tay mic của nó rất là đầm. Nếu mà anh em nào mua thì anh em sẽ biết là cái độ đầm của cái tay mic rất là nặng anh em nhé, rất là nặng. Cái lớp sơn của nó anh em có thể nhìn qua cực kỳ là chất lượng anh em nhé, cực kỳ chất lượng đó. Thì với cái bộ mic này thì nó sẽ gồm là pin anh em nhé, sẽ gồm pin dùng test anh em nhé, một jack 6 ly đó và một nguồn adapter, nguồn auto volt anh em nhé, có thể chạy được điện yếu, điện 110 vẫn chạy được anh em nhé. Đó, hai cái chống lăn. Thêm nữa là nó như em nói rồi, sóng nó rất là khỏe, bốn dầu sóng anh em nhé, 1, 2, 3, 4 thì bốn cái dầu sóng này thì anh em có thể là sử dụng đó, cho karaoke chuyên nghiệp, cho âm thanh gia đình, sự kiện đều ngon lành. Em nói cả sự kiện luôn. Và đây là em đang có một bộ ở bên ngoài thì anh em sẽ nghe cái chất âm anh em nhé. Ê, 6, 7, 8, 9 đó. Thì với cái bộ mic này nó sẽ cho cái chất âm rất là tràn đầy anh em nhé, tròn đầy và phải nói là tiếng nó rất là dễ chịu anh em nhé, tiếng nó rất là ấm và đủ dài, làm cho cái chất âm khi mà anh em ra loa anh em không phải xử lý nhiều. Đây anh em có thể nhìn thấy EQ trên con mixer của em đang để cân bằng hết anh em nhé, đang để cân bằng EQ hết, không xử lý chỉ trên EQ và trên mixer em cắm xuống cục đẩy luôn, không qua một thiết bị nào xử lý anh em nhé. Đó, thêm nữa là với cái bộ mic này thì hiện tại đây em đang không sử dụng dâu luôn, không sử dụng dâu sóng, nhưng mà cái chất âm của nó không thay đổi anh em nhé, mà sóng rất là tốt. Vì nói về cái bộ mic này thì nó cũng tương tự như là BS850 đó anh em nhé. Vì BS850 nó quá là ok rồi, bên em đã có rất nhiều video test về chất âm của nó rồi và cái độ sóng của nó 200m, 150 đến 200m là ok đó. Thì với cái bộ mic này thì giá cũng rất là hấp dẫn đó, BS850 thì là 5.2 đúng không ạ? Thì với cái bộ mic này chỉ là 3.800.000 đồng thôi. Đấy, nên anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Đó, đây là trong những cái bộ mic mà nó cho ra cái chất âm rất là hay và giá hợp lý, chỉ chưa đến 4.000.000 đồng thôi anh em nhé. Ok, thì anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em với hai cái số điện thoại bên góc dưới anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video, chào tất cả anh em ạ. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube
gõ chữ thắng cao audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ thắng cao thì anh em nhớ đăng ký. Đăng ký kênh và ấn chuông. Chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bạn.